Đây là những cái vòng tay, như vòng tay là Kỳ Lân đang đeo. Vòng tay này là vòng tay cá đuối. Và đây là những cái phụ kiện rất đẹp. Phong thủy của vòng cá đuối thì quý khách sẽ biết được là nó tốt, đem lại những điều tốt đẹp, phong thủy tốt đẹp cho chúng ta. Thì có những dây Kỳ Lân làm là một dây đơn hoặc là một dây đôi cặp như vậy. Rất nhiều màu sắc, đủ màu sắc và những phụ kiện khác nhau. Gài rất là tiện, gỡ gài rất là tiện thao tác. Và gài là cực kỳ đơn giản luôn, cực kỳ nhanh, gọn lẹ. Và như cái vòng này cũng đẹp nè, hai màu rất là nổi, một màu đen và một màu vàng kết hợp lại một dây đôi.